Cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ 2 do báo Sức Khỏe và Đời Sống, Bộ Y tế tổ chức với sự đồng hành của Hub Life Việt Nam với mục đích lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần vào thành công chung của ngành y tế về truyền thông nâng cao nhận thức của người dân đối với rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, để duy trì một sức khỏe tốt, một thể hình đẹp, cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý. Các nghiên cứu cho thấy, tập luyện hàng ngày không chỉ giúp con người nâng cao thể trạng mà còn phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm, kéo dài tuổi thọ. Vậy, vận động như thế nào là đúng cách? Thì chúng ta phải chú ý đến 3 cái đặc điểm. Một là cường độ của vận động. Anh sẽ chọn loại cường độ nào, nhẹ, trung bình hay là nặng. Thứ hai là tần số và thời gian, tức là anh tập hàng ngày hay là hàng tuần và mỗi buổi tập là bao nhiêu. Và cái thứ ba là nó phải phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của anh. Ví dụ anh muốn giảm mỡ khác, anh muốn tăng cơ khác, hoặc là với cái người trung niên và người cao tuổi đang có bệnh về xương khớp hoặc là các bệnh mãn tính thì khác nhau. Thế cho nên là chúng ta phải chú ý vào cái điểm đấy. Để tóm tắt lại ấy, thì đúng như Tổ chức Y tế Thế giới người ta đã tổng kết ra này. Cái loại thứ nhất là loại vận động, loại trung bình và nhẹ, thì tất cả mọi người đều phải tập luyện. Từ trẻ em, người già, phụ nữ có thai cho đến người khuyết tật, ngày nào cũng nên tập luyện khoảng 30 phút cho đến 60 phút, tức là cái loại nhẹ nhàng nhé. Cái này nó cái tác dụng nó làm cho lưu thông khí huyết, thư giãn gân cốt, nó khỏi bị bế tắc, rồi thì tinh thần thoải mái các thứ. Nhưng mà với cái loại này thì để giảm cân, giảm mỡ hoặc tăng cơ là không được đâu, nhẹ quá nhé. Cái loại thứ hai là cái loại mà một tuần anh phải vận động khoảng 3 lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng. Cường độ nó mạnh để giữ cơ, tăng cơ, giảm mỡ. Đấy, trong những trường hợp như thế. Thì trong cái trường hợp như thế thì đấy là những đối tượng mà chúng ta phải phấn đấu là như thế. Thế còn môn gì, tập cái gì thì phải tùy theo từng người nhé. Ví dụ như tôi là tôi hay tập về những cái vận động nó mạnh mạnh, hoặc là như anh Việt Tú thì khỏe, có thể ta tập gym hoặc là những động tác rất là nặng. Thế còn những chị em mà muốn để giảm mỡ thì ta cũng phải là đi bộ, hoặc là chạy nó hơi gần nhanh lên tí, đi bộ phối hợp với chạy, ít nhất phải kéo dài 1 tiếng, để làm sao mà anh phải cũng phải tiêu thụ được khoảng 500-600 calo. Và đặc biệt có cái đặc điểm là nếu tiêu mỡ ấy, người ta cần cái cường độ trung bình và khá, và phải kéo dài phải hàng tiếng, và càng hơn 1 tiếng thì nó mới đốt mỡ được. Vì khoảng độ 20-30 phút đầu thường nó cơ thể chúng ta là nó đốt cái năng lượng dự trữ từ đường, sau đó khi mà đường mà giảm xuống rồi, trong cơ hết rồi, bắt đầu nó mới chuyển sang đốt mỡ. Đấy mới là đến cái giai đoạn bắt đầu đốt mỡ. Cho nên nếu anh mới tập được có 20-30 phút anh đã dừng lại, cắt cái cuộc tập rồi, thì lúc đấy là chưa đến cái giai đoạn đốt mỡ. Chị em nhớ là như thế. Thế còn tập để to cơ thì người ta tập khác, người ta tập theo từng set một, mỗi set mấy chục lần, sau lại nghỉ 1-2 phút về là cơ bắp đau nhất, chúng ta sẽ cảm thấy đau nhất rồi thì các thứ như thế. Nhưng mà sau đó là đắp protein vào, protein chất lượng cao vào, thì trong đêm là nó sẽ được đến, nó bù đắp và cái tế bào cơ nó sẽ tăng trưởng to hơn. Cái hiệu quả của nó hai cái bên khác nhau là như vậy. Và nhớ là phải có chế độ ăn trước tập, sau tập. Và cái người giảm cân, giảm mỡ thì ăn cũng vừa phải thôi, và chọn vừa phải thôi. Còn cái anh mà nó tập để to cơ bắp thì lúc đấy nó phải uống đạm bổ sung, rồi thì ăn cái chế độ protein nó rất là cao. Và để tóm lại có hiệu quả thì những ai mà muốn giảm mỡ nhé, rồi tăng cơ, hoặc là những trường hợp tương đối đặc biệt thì cũng nên trao đổi với các chuyên gia, những người chuyên môn để người ta tư vấn cho. Nếu không á, mình mà xác định cái mục tiêu ban đầu không đúng thì mình đi một cách lòng vòng, mất rất nhiều thời gian, không đạt kết quả, rồi xong thì cuối cùng lại chán, hoặc là nó lại tăng cân trở lại.